anh ở Ga Lăng, đến ở Ga Lăng thì tôi cũng là một tị nạn nữa, tôi ở Thái Lan rồi đến Philippines. Yeah. Tôi cũng, thành ra tôi là cũng là một người tị nạn, để mà ngày hôm nay nhân cái vụ mà 40 năm mà người tị nạn đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới và nó biến thành rất là hội nhập vào một cái cộng đồng chung của thế giới, thì ở Ga Lăng thì có anh Lại Minh Thuận là anh ấy làm cái nhạc này, và trong này anh ấy đã viết theo cái thơ của tôi. Tôi thì làm thơ ở trong này, thì xin tặng các anh một số đĩa để mà các anh gây quỹ. Dạ, dạ, dạ. Chúng em rất là ghi nhận cái lòng thành của anh. Dạ. Thì anh cho em hỏi là anh ở Thái Lan, anh ở chỗ nào? À, tôi ở miền Nam Thái Lan, sông La, Pattani, rồi sau đến sông La. Mà Thái Lan thì tôi bị cái miền Nam Thái Lan ấy, họ đánh, họ cướp ghê lắm. Yeah. Chứ còn cái miền Bắc Thái Lan ấy, thì họ theo đạo Phật họ tốt. Yeah. Vâng, thế nhưng mà cái miền Nam ấy, là đa số dân ấy, là Malai, gần Malai ấy, là họ cướp ngay cái tàu của tụi tôi ấy, là bị tới 8 lần cướp. Yeah. Thế còn anh em, có là, em là dân sông La. À, thế à, em là dân sông La, rồi em chuyển qua qua Ga Lăng. Tôi ở sông La thì tôi ở cái khu mà cái barack mà số 1 đó. Dạ dạ dạ, ngay từ đầu là ngay cái đầu gần đó. Cái chỗ gần cái chỗ mà đào giếng không? Vâng, đó cái chỗ nước á. Không, ở dưới là dưới. Đào giếng có một cái anh chết rồi. Đưa Huyền Quầy Võ. Vâng, em sẽ sắp được viết cái bài là Đại Lộ Huyền Quầy Võ. Vâng, anh bị chết ở đó vì anh đào giếng. Giúp người Thái Lan đào cái giếng lên cái đất sập. Vâng. Còn anh thì ở đâu? Dạ, con ở Ga Lăng. Con đến Ga Lăng năm 90, vâng. Thanh Lộc. Dạ. Vâng. Thế thì anh đi từ ở đâu đến Ga Lăng? Dạ, con xuất phát từ Mỹ Tho. À, Mỹ Tho nhưng mà được tàu vớt thì đưa vào Malai. Vâng. Rồi ở Malai 2 tháng, sau đó nó gom lại khoảng chừng 600 mấy chục người nó đổ. Vâng. Đuổi qua bên Nam Dương. Thế còn thương. Thì anh ở Thái Lan như vậy, anh ở Malai như vậy có lâu không? Dạ, con ở 2 tháng trước. Vâng. Đây tuần này là ở Ga Lăng bị đuổi về Việt Nam, vâng. Hướng bách hồi hương, vâng. Rồi từ Việt Nam đi qua lại, vâng. Thì anh đi ở vùng nào ở Việt Nam? Ở Việt Nam là đi theo cái chương trình mà đi từ Sài Gòn, nhưng mà tôi đi ngay ở Vĩnh Long. Sài Gòn xuống Long, vâng. Đi ra qua đảo năm 90, vâng. 90 ở đảo rồi tới năm 96, vâng. Mà người cuối cùng là đi về, mà chuyến bay mà cuối cùng của đảo là ngày 22 tháng 8 năm 1996, vâng. Là khi mà con bước chân lên tàu là trên đảo không còn người nào hết trơn, bốn người cuối cùng là bị về Việt Nam đó. Vâng. Thì tôi cũng là dân tị nạn ở sông La, thì cũng ở lâu lắm, từ sau đó sang Philippines. Yeah. À, thế các anh đến định cư ở, anh định cư ở đâu? Ở đây, con ở đây. À, vâng. Yeah. Thế còn thưa anh, quý anh là gì? Dạ, anh Lành, tên Lành anh. À, vâng. À, thế dạ, thưa anh đi ở vùng nào ở... Dạ, em đi Nha Trang đi. Ở Nha Trang, vâng. Anh đi thẳng Nha Trang. Nha Trang không, đi ra Nha Trang thì tàu Mỹ bớt đi vô Singapore. Vâng. Rồi Singapore luôn ở 2 tháng thì về Singapore qua Ga Lăng 2. Vâng. À, thế thì... cái tình trạng ở Ga Lăng thì xin anh cho biết cái tình trạng ở Ga Lăng như là sao? Ga Lăng 2 rồi đó là Mỹ, đa số ở Ga Lăng 2 là Mỹ nhận rồi thì chỉ chờ đi thôi. Còn nhiều người thì có hên anh đi sớm. Và nhiều người mà nó xui không biết tên xui mới rủi sao, nhiều người đi trễ. Thì đời sống đó nó khổ hơn bên Singapore nhiều lắm. À, thế thì bây giờ cái khi mà anh vượt biển nó như vậy, có bao giờ bị tàu của anh bị trục trặc hay là gì không? Hay là đi suôn sẻ? Cái tàu của em đi thì là bị ra đi vướng cái chân vịt, vướng cái bánh cái lưới của Việt Cộng á, của tàu quốc doanh á. Thì về nhà bây giờ các... anh làm sao là hỏi có chị nào chứ còn đều là các anh ấy. Không, là trước khi ấy, bây giờ trước khi để em xin anh giới thiệu anh Thọ là đường bộ. Vâng. Đi đường bộ qua Thái Lan, vâng. NW9, vâng. Rồi rồi xong rồi Banapcom. Thế bây giờ nhân tiện bây giờ nhân tiện anh đi đường bộ thì tại vì tôi phỏng vấn nhiều người mà đi đường biển lắm rồi. Thế mà tôi có một số phỏng vấn được đường bộ đó thì xin anh có thể kể cho anh đi ở từ đâu và anh đến đường bộ đi được như thế nào trong cái hành trình mà tị nạn của anh.
Dạ, lần thứ nhất thì em đi làm cho Cộng sản, đưa em lên 1979. Em làm cho, nó kêu là cơ quan văn phòng trung ương đảng, sửa chữa về máy móc. Rồi em mới coi đường này kia, hỏi mấy người người ta đi buôn, cách thức người ta đi buôn, đi đường nào. Xong sau đó em về Việt Nam, em không có làm nữa. Bắt đầu em xuống Tân Châu, đi với ông anh rể, từ Tân Châu lên Phnom Penh. Ra, lên đó không có ai chỗ ở, tối thì ngủ ở ngoài chợ. Rồi xong sau đó thì em mới mua vé đi xe lửa, mình ngồi ở túi trên đầu xe lửa để sợ miên nó xét. Và lúc đó cũng bệnh nữa, tại ăn uống này kia nó rùi mũi này kia nó dơ quá. Rồi đi lên tới Phục Sách, Phục Sách tối đó thì cũng xuống sông tắm này kia, ra ngoài chạm xe buýt thì mình ngủ cũng như con buôn vậy. Xong từ đó mới lên xe buýt đi lên tới Bắc Cam Băng. Từ Bắc Cam Băng á thì nó có Honda ôm, nhờ mình cũng biết tiếng Miên chút đỉnh thành ra nói chuyện đó. Lên tới Bắc Cam Băng thì đi lên khoảng một chút, lên gần Phnom Penh thì bị tụi Miên nó với Cộng sản nó đứng nó xét. Mà trong khi đó Miên nó ra nó xét em còn hai chỉ vàng, nó lấy hết. Xong cho đi, nó không cho đồng nào, hết tiền rồi. Đi bộ. Nhưng mà nhờ một cái là mấy người Miên mà chạy xe không đau ôm, nó thấy cũng tội, nó cho cái vàng lên tới Phnom Penh nằm ở trên đó. Nằm cũng tại chợ lúc đó mệt quá rồi. Có một cái gian hàng nhỏ thôi, xin uống nước, nó không cho, nó chỉ ở trong là có bộ đội, nó chỉ cho cái ao ở ngoài á, trong đó nước này kia nó dơ giấy, mình phải uống thôi, khát quá là chịu không nổi. Rồi ở đó nghỉ, thường sáng sớm mới đi vô, đi biên nó mắc ở trong rừng. Và ở trong đó cũng được 3-4 tuần vậy mới tìm đường đi tiếp. Dạ. Thì anh đi Thái Lan hay là? Dạ, đi Thái Lan. Thế anh đến Thái Lan vào năm nào? Dạ, năm 1910. Đi cuối năm 80 đó, tới 81 về tới Thái Lan. Vâng, Thái Lan thì anh ở đâu? Ở Anh Đúc Du Nai. À vâng. Thế rồi anh có đến sông La không? Dạ không, dạ không. Vâng, dạ. Vâng. Sông La là đường biển không? Đường biển không, dạ. Cái này đường Anh Đúc Du Nai tối thì Cộng sản thì quánh qua với Miên đỏ, Miên nó quánh qua thì nó nhiều khi cũng chạy, nó pháo kích qua đó. Dạ. Có bây giờ anh định cư ở đâu? Dạ, em định cư ở Cần Thất thì mới giờ về đây được 8 tháng rồi. Ở đâu? Ở Cần Thất thì Louisville, Cần Thất. Dạ. Anh thấy cái mà Kentucky với cái không khí ở đây thì anh thấy. Wow, em love cái không khí ở đây. Mà anh thấy cái sinh hoạt của đồng bào tại miền Nam California của cộng đồng thì anh nghĩ sao? Dạ, cũng như Việt Nam thôi. Dạ, ở bển mà em ở 30 mấy năm chưa cái hưởng cái mùa xuân nào hết. Dạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản đặc biệt thì chúng tôi được gặp một chị thuộc trại Ga Lăng. Vậy thì xin chị cho biết là chị vượt biên năm nào và từ đâu chị đi? Dạ thưa, vượt biên rồi năm 89 và đi từ Rạch Giá Kiên Giang. À vâng. Thì chị đi Rạch Giá Kiên Giang rồi chị sau đó chị tới đâu? Dạ thưa, đi tàu đi có 104 người nhưng mà thì tàu trong nhỏ quá thành ra ngọt thì có 10 người mà nhảy xuống mà bơi vô lại Việt Nam thì là bị bắt, thì còn lại 94 người đi được. Thì đi là đến Mã Lai là vào khuya thì lúc mà trên tàu đi đó là hết nước, hết còn hết đồ ăn rồi, mọi người cũng là gần cũng chết rồi. Thì tập vô Mã Lai được thì ở trên Mã Lai là 3 ngày 4 đêm. Thì sau đó thì Mã Lai họ cũng không có nhận những người tị nạn nữa và họ gom những cái người mà đã lên trước cái tàu của tụi con đó. Họ gom là thì có 4 người, 4 chiếc tàu chung thì tổng cộng số người là 194 người. Thì họ mới bỏ mình lên một cái tàu khác, họ kéo ra ngoài Biển Đông một ngày một đêm, sau đó họ chặt cái dây thần đi. Và từ đó tàu của tụi con được chưa lên đêm được vài ngày nữa và cuối cùng là cặp tàu Indonesia là Ga Lăng. Vâng, thì chị đến thẳng ngay Ga Lăng. Dạ vâng. Nhưng mà chị ở Ga Lăng bao nhiêu lâu? Dạ, từ 3 năm, từ 89 đến 92. Nhưng mà tại sao chị ở lâu như vậy? Tại vì khi mà lên Ga Lăng đó là đảo Ga Lăng đã được bị đóng cửa, không còn nhận những người tị nạn nữa, là và đóng cửa vào ngày 17 tháng 3 năm 1989, là những cái người mà lên sau cái ngày đó nữa thì phải bắt buộc phải qua những cái cuộc thanh lọc để xem mình có được đi hay không, mình cái gì của mình. Chị ở vào năm nào? Tại vì tôi biết là năm 79 cho đến 81 là
cái ga lăng mà cao điểm nhất là họ chứa tới 20.000 người. Thành thử thường thường là chỉ có hơn 10.000 người thôi, nhưng mà cái cao điểm nhất là như vậy. Và trại ga lăng ấy được coi là một trại lớn nhất của Đông Nam Á. Thì chị có thể mô tả cái không khí ở ga lăng làm sao thì còn nhớ được không? À, dạ chưa, lúc mà lên đảo thì cũng mới mười mấy tuổi thôi, thành ra cái ấn tượng cũng còn nhớ là khi mà lên thì cái thời điểm mà của mà con ở trên trại tị nạn đó là không, cái số lượng người không có nhiều, khoảng chừng 2.000 người thôi. Tại vì những cái người đến trước họ không có ở lâu mà chờ vài tháng mà họ đi. Thì sau đó những cái barrack họ được xây dựng lên, tại vì cái số lượng người dự viên lại càng đông hơn nữa, và cái số lượng từ 2.000 người cho đến 20,000 người. Nếu mà nói về cái cuộc sống ở đó thì họ làm những cái bức to, những cái miếng tôn đó, làm một cái barrack cho mình ở. Thì mỗi một gia đình tùy bao nhiêu người, nhưng mà tương tự một cái phòng như vậy đó là mình cho ở là khoảng 5 người. Vâng, và bây giờ thì chị định cư ở đâu? Dạ thưa, hiện đang ở Mỹ, đang ở Ôn County. Vâng, xin cảm ơn chị đã cho biết những cái tin tức về tị nạn. Tôi cũng là một dân tị nạn, nếu mà đến Thái Lan và cũng phải ở trại Songkla, rồi sau đó cũng phải ở phía Tân cả hơn một năm. Xin cảm ơn chị. Thưa quý thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Lào Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp các anh chị mà đã tị nạn mà tới đảo Ga Lăng. Định cư tại Ga Lăng thì bây giờ các anh có một cái, tôi nghe là các anh có một cái chương trình để mà ghi lại những cái kỷ niệm ở Ga Lăng, thì xin anh cho biết cái chương trình nó như thế nào. Dạ, thì cái trại tị nạn Ga Lăng á là được cái một cái diễm phúc hơn tất cả các trại tị nạn khác á, là bây giờ chính quyền Indo họ làm thành cái bảo tàng viện, thành ra họ mời du khách để vào thăm viếng. Thì có một cái trong cái có một cái barrack là còn sót lại trong cái thời kỳ mà dân tị nạn ở, thì là đã tàn hủy hết rồi. Thành ra giờ mục đích của nhóm tụi này là để trùng tu lại cái barrack đó, để giữ lại cái kỷ niệm những cái di tích của cái dấu ấn thuyền nhân. Mà chính quyền Indo thì họ không có bỏ tiền ra, nhưng mà họ chấp thuận cho mình làm. Thì đây là một cái chuyện mà rất là đáng làm, để mình hợp tác với chính quyền Indo để mình giữ được cái di tích này lại của thiền nhân. Dạ, thưa anh có thể cho biết rằng thì cái số tiền mà các anh muốn có đó thì cần bao nhiêu để duy trì cái di tích đó? Dạ thưa chú, số tiền không phải tụi con muốn, mà là nhà cầm quyền Nam Dương họ đưa ra một cái cost là 40.000 đô la cho chi phí cho để trùng tu toàn bộ cái barrack đó. Dạ. Thưa anh có anh ở Ga Lăng thì về bây giờ anh nghĩ rằng thì những người ở Ga Lăng có thể đóng góp được đủ cái số tiền đó hay không? Em nghĩ là nhà cái trong cái project này thì không những thuyền nhân từ Ga Lăng, nhưng mà có thể là tất cả những thuyền nhân từ những trại tị nạn khác cùng đóng góp, thì em nghĩ là 40.000 thì cũng không phải là con số lớn, chỉ cần mọi người chung tay một chút thì sẽ đủ. Ngày xưa mà cái thời gian em ở là cái năm 90 ấy, là trên Ga Lăng có phải 22.000 người, mà nếu một người chỉ cần đóng 2 đồng thôi là cũng thay tiền có đủ số tiền đó thôi. Nhưng huống chi bây giờ con cháu rồi vợ chồng rồi sẽ sinh sôi nảy nở ra, thì cứ một người chị em cũng xin 1 đồng 2 đồng mà tất cả Ga Lăng mà hợp lại thì em cũng dư số tiền đó. Và tại vì tụi em diễm phúc hơn những đảo khác là được giữ lại cái di tích lịch sử, thì những đảo khác cũng coi đây là giống một di tích lịch sử của thuyền nhân tị nạn. Xin là cảm ơn anh. Dạ thưa anh có thể cho biết rằng thì liệu chúng ta có thể tin được chính quyền của Indonesia hay không? Bởi vì như chúng tôi được biết là trong quá khứ họ đã bị Việt Cộng áp lực và họ đã phải phá bỏ một số những cái ngôi mộ của chúng ta vì áp lực của Việt Cộng, thì theo anh nghĩ là bây giờ có đến lúc mà chúng ta có thể tin được chính quyền của Indonesia hay không? Thì theo anh thì một số anh em về Indonesia thăm biến thì cũng có thể tin được, tại vì nó cho phép mình làm cái việc bảo tàng, cho phép mình trùng tu, vấn đề phải qua nó. Mình 40.000 thì không đáng bao nhiêu, thì nghĩ mình không đến nỗi nào nó gạt mình gì đó, chính quyền nó không đến nỗi nào. Cho em thêm cái ý kiến của em là em thấy đúng, tại vì á là có cái thời gian chuyện đó xảy ra,
Nhưng mà rồi thằng chính quyền Indo nó sẽ suy nghĩ lại, thằng chính quyền cộng sản á, nó chỉ có lợi dụng thôi à, trong khi chính bản thân nó ngửa tay xin tiền với các chứ nó cũng không cho chính quyền Indo đồng cắt nào. Thành ra bây giờ Indo họ sẽ chọn lựa đi, mà 200.000 người dân tị nạn Ga Lăng đến tới đã từng tới trại tị nạn Ga Lăng, thì bây giờ chọn lựa giữa người Việt quốc gia, người Việt tị nạn hay là những cái thằng cộng sản mà nó cũng đang cái thời kỳ cũng suy sụp rồi cũng ngửa tay xin tiền của những cái đồng bào Việt kiều hay là những cái chuyện của các cái đồng minh khác. Bằng chứng là tụi em đã trùng tu được những cái di tích lịch sử giống như là chùa Quan Âm hay là chùa Kim Quang, Đằng Nghĩa Trang, nhiều cái đã được trùng tu rồi. Bây giờ cái dự án cuối cùng là cái này có nghĩa là khả tính, tại vì Văn Phú Thường Dân đã bỏ ra 50.000 đô la để mà trùng tu cái nghĩa trang và họ đã làm rất là đẹp. Bên cạnh đó thì cái nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Ga Lăng 2 cũng đã được sơn phết lại. Vâng, và... dạ thưa, chúng tôi muốn hỏi là như thế này, ngoài cái việc mà cái nhóm Ga Lăng của các anh làm ấy, thì các anh có hợp tác với chẳng hạn như một tổ chức nào để mà thực hiện cái chương trình này không? Dạ, dưới đây là Văn Phú Thiền Dân Việt Nam. Dạ, Văn Phú Thiền Dân, Thiền Dân Việt Nam đã làm trong những này 2 năm qua, tức là năm 2014, tháng 4 2014 thì đã hoàn tất cái chương trình trùng tu ở tại nghĩa trang Ga Lăng 2, Ga Lăng 3. Và bên cạnh đó thì vào tháng 9 2014 thì cũng đã hoàn tất cái cổng của Quan Âm Tự, chùa Quan Âm Tự. Bây giờ cái trụ sở của Thiền Nhân của Văn Phú Thiền Nhân của họ ở đâu? Dạ, cái hộp thơ để mà gửi tiền về đó là VO Box 2228, thành phố là Westminster, California 92684. Dạ, tụi con có làm cái brochure như này. Thì anh có thể tóm tắt về cái vấn đề này một chút xíu. Trụ sở chính thì là ở bên Úc. Nhưng mà cái Văn Phú Thiền Nhân thì có nhiều cái chuyện kể cần phải giữ lại. Thì cái nhóm chùa này là đặc trách về vấn đề là trùng tu barrack. Trùng tu một cái barrack trong thì xin cảm ơn tất cả các anh và chúc các anh sẽ thành công trong cái việc mà thực hiện một cái chương trình đánh dấu, nó nằm trong cả mối chương trình lớn là đánh dấu 40 năm mà người Việt đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới và gia nhập vào cái sinh hoạt chung của cộng đồng thế giới. Chúng ta bây giờ có cộng đồng người Úc gốc Việt, rồi người Canada gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, rồi người Pháp gốc Việt, rồi người Anh Lê gốc Việt, người Liên Xô gốc Việt. Thành thử chúng ta ở khắp nơi trên thế giới thì cái điều đó chúng tôi hy vọng rằng tất cả những cái chuyện này nó đóng góp vào một cái chương trình chung mà ghi nhớ 40 năm mà người tị nạn đã có mặt tại khắp nơi được thế giới bao dung và che chở để chúng ta được định cư cho những ngày này. Thì cảm ơn tất cả các chị. Chị đã email cho mình, nhưng mà đôi khi nếu mà mọi thắc mắc mà có thắc mắc những câu hỏi nào, có thể những người quý vị email về địa chỉ là hoinghogalang@gmail.com. Xin cảm ơn, mới sẽ được kính chúc quý khán giả của đài nhiều may mắn.